Mình có một vài vấn đề chia sẻ với mọi người như thế này. Thì một tuần vừa qua mình có đi du lịch để quay phim và chụp hình. Thì chuyện cũng không có gì đâu, cho tới cái lúc mình về Sài Gòn á, thì mình phát hiện ra mình bị mất cái hẹn nhớ, bị gớt chứ. Đúng hơn nữa, cái hẹn nhớ 64 GB, cái hẹn nhớ quan trọng nhất. Thì cái điều mình muốn nói ở đây á, là thẻ nhớ có thể mua lại được, nhưng những cái kỷ niệm hoặc là công sức mình bỏ ra thì không thể lấy lại được. Cho nên điều quan trọng nhất dành cho tất cả mọi người, nhất là các bạn quay phim hay là chụp hình khi đi du lịch, đó là tìm nơi lưu trữ an toàn. Thứ nhất, mang theo ổ cứng rời khi đi du lịch. Thứ hai, đó là mua hộp đựng thẻ nhớ. Đó là những điều mình muốn chia sẻ với mọi người thôi. Mong mọi người có thể lưu trữ những cái dữ liệu khi mà mình đi du lịch cho nó an toàn, tránh những mất mát đáng tiếc.